Thưa quý cha, trưởng quý cha cố, quý cha cùng quý ông bà anh chị em rất thân mến, con xin được giới thiệu đến quý ông bà anh chị em cha Phêrô Lê Hoàng Trương, vừa qua được Đức Tổng Giám mục bổ nhiệm về làm Tân Tịnh Xứ Giáo xứ Tân Thái Sơn. Cha Phêrô Lê Hoàng Trương cũng đã là từng cha Tịnh Xứ Giáo xứ An Phú, Giáo xứ Thanh Khang và ngày hôm nay là Giáo xứ Tân Thái Sơn. Chắc chắn rằng qua những giáo xứ cha đã từng phục vụ cũng như là phục vụ tại các giáo xứ, với những kinh nghiệm của cha giờ đây cha về với Giáo xứ Tân Thái Sơn, chắc chắn rằng là với những kinh nghiệm phục vụ đó để giúp cho Giáo xứ Tân Thái Sơn càng ngày là càng thăng tiến về đời sống đức tin cũng như trong đời sống tương quan với nhau, để luôn tạo một giáo xứ luôn hiệp nhất, yêu thương, hy sinh và phục vụ. Xin quý ông bà anh chị em Giáo xứ Tân Thái Sơn luôn rộng mở để công tác với Ngài trong mọi công việc của giáo xứ, để đưa giáo xứ chúng ta lớn mạnh về nhiều phương diện, về nhiều mặt. Ở đây xin quý ông bà anh chị em ta cùng bước vào nghi thức để nhận cha Tân Thái Sư. Xin mời cộng đoàn ngồi. Chăm sóc phục vụ các giáo xứ là nhiệm vụ của giám mục giáo phận, nhưng vì không thể thường xuyên hiện diện nơi mỗi giáo xứ, Ngài ủy quyền cho các linh mục. Việc ủy quyền được thể hiện qua bổ nhiệm thư, tức bài sai của Đức Giám mục. Chúng con kính mời cha Giuse Lê Hoàng, hạt trưởng hạt Tân Sơn Nhì, công bố quyết định bổ nhiệm cha Phêrô Lê Hoàng Trương làm chánh xứ Tân Thái Sơn. Tòa Tổng Giám mục 180 Quý Đình Chiểu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh bổ nhiệm thư kính gửi cha Phêrô Lê Hoàng Trương, linh mục Tổng Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Cha Phêrô thân mến, nhân danh Chúa Giêsu Kitô, vì lợi ích chung của giáo phận và giáo xứ Tân Thái Sơn, sau khi suy nghĩ cầu nguyện và tham khảo ý kiến của những người có liên hệ trách nhiệm, nay tôi với quyền hạn và trách nhiệm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh quyết định cha chấm dứt chức vụ chánh xứ Giáo xứ Thánh Nguyễn Duy Khang, 32 đường 25 khu phố 1, phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, bổ nhiệm cha làm chánh xứ Giáo xứ Tân Thái Sơn, số 1 Hoàng Văn Hòe, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Cha có đầy đủ mọi nghĩa vụ và quyền lợi theo quy định của giáo luật kể từ ngày chính thức nhận nhiệm sở mới. Tôi nguyện xin Thiên Chúa nhờ lời truyền cầu của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Phêrô, quan thầy của cha, thương chúc lành mà nâng đỡ cha trong nhiệm vụ mới này, để nhờ nhiệt tình tông đồ của cha, cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Tân Thái Sơn luôn tiến bước trên đường sống tin mừng yêu thương của Chúa Kitô và chia sẻ tin mừng này cho mọi người chung quanh. Làm tại Tòa Tổng Giám mục ngày 4 tháng 8 năm 2023, Giuse Nguyễn Đăng Tổng Giám mục đã ấn ký. Xin quý ông bà chị em đàn chờ. Phần 2, liên xưng đức tin và thề hứa trung thành. Theo giáo luật, trước khi nhận một trách nhiệm quan trọng trong giáo hội, tân chức phải tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa và tuyên thệ trung thành với giáo hội. Trước khi lãnh nhận và thi hành chức vụ, cha tân chánh xứ cũng phải tuyên xưng đức tin và thề hứa trung thành như một người tôi tớ trung tín trước sự chứng giám của vị đại diện giám mục giáo phận. Chúng con kính mời cha tân chánh xứ. Tôi, linh mục Phêrô Lê Hoàng Trương, với đức tin vững vàng, tôi tin và tuyên xưng mọi điều và từng điều trong kinh thánh kính sau đây. Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng đấng tạo hành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời,
Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha. Nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta thời quan phong siêu Philato. Người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tình kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiện, Công Giáo và Công Truyền. Tôi tin xin có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Với đức tin vững vàng, tôi cũng tin mọi lời hàm chứa trong lời Thiên Chúa dưới hình thức Thánh Kinh hay Thánh Truyền, và mọi điều giáo hội dạy phải tin, như đã được Thiên Chúa mặc khải. Thì giáo hội dạy như thế, bằng một phán quyết long trọng hoặc bằng giáo huấn thông thường và phổ quát. Tôi cũng kiên quyết và chấp hành, tuân thủ mọi điều và từng điều do giáo hội xác quyết liên quan đến giáo lý về đức tin và luân lý. Hơn nữa, bằng sự vâng phục đạo đức từ trong tâm trí và ý chí, tôi chấp nhận những giáo lý do Đức Giáo Hoàng hoặc Giáo Mục Đoàn trình bày. Khi các ngài thi hành quyền giáo huấn chính thức, dù không có ý định xác quyết, tôi, Linh Mục Phêrô Lê Hoàng Chương, khi lãnh nhận nhiệm vụ cha sở giáo sứ Thánh, giáo sứ Tân Thái Sơn, hứa sẽ bảo vệ sự hiệp thông với giáo hội Công Giáo bằng lời nói và việc làm của tôi. Tôi sẽ hết sức cẩn thận và trung thành chu toàn trách vụ đối với giáo hội toàn cầu cũng như địa phương mà tôi được kêu gọi để phục vụ tại đó theo giáo luật quy định. Khi chu toàn nhiệm vụ ủy thác cho tôi nhân danh giáo hội, tôi sẽ giữ gìn nguyên vẹn, truyền đạt và làm sáng tỏ cách trung thành kho tàng đức tin. Vì thế, tôi sẽ tránh xa bất cứ giáo lý nào trái nghịch lại. Tôi sẽ tuân hành cổ võ kỷ luật chung của giáo hội và sẽ tuân hành tất cả luật lệ của giáo hội, nhất là và những điều được ghi trong bộ giáo luật. Trong tinh thần phục vụ Đức Kitô, tôi sẽ tuân theo những điều các chủ chăn khả kính công bố với tư cách tiến sĩ và thầy dạy chính thức về đức tin, hoặc quyết định với tư cách lãnh đạo giáo hội. Tôi sẽ trung thành hỗ trợ giáo mục giáo phận để công việc tông đồ được thực hiện nhân danh và do ủy nhiệm của giáo hội trong sự hiệp thông với giáo hội. Nguyện xin Thiên Chúa và sách phúc âm mà tôi đặt tay giúp sức cho tôi. Từ phần thứ ba, nghi thức chính nghĩa. Trao chìa khóa nhà thờ và nhà tạm. Với quyền hạn và trách nhiệm được Thiên Chúa và giáo hội ủy thác, cha chánh xứ có bổ phận chăm sóc và mưu cầu lợi ích thiêng liêng cho mọi thành phần trong cộng đoàn dân Chúa. Giờ đây cha hạt trưởng trao cho cha tân chánh xứ chìa khóa nhà thờ và nhà tạm, tượng trưng cho quyền quản trị và thánh hóa dân Chúa. Từ nay cha được phép sử dụng và có trách nhiệm trên ngôi thánh đường này. Nhân ghế chủ tọa, cha tân chánh xứ được hướng dẫn đến chỗ ngồi của vị chủ tọa cộng đoàn. Vị trí này tượng trưng cho quyền bính, song là quyền bính của yêu thương, để phục vụ như Đức Kitô, hầu cho đoàn chiên được sống dồi dào. Tại đây, cha xứ sẽ quy tụ và chủ sự các buổi cử hành phục vụ
để cùng với cộng đoàn tôn vinh Thiên Chúa và thánh hóa mọi tín hữu. Đến giếng rửa tội. Qua bí tích rửa tội, con người được tái sinh, trở nên con cái Thiên Chúa và thành phần của Hội Thánh. Cha hạt trưởng dẫn cha tân chánh xứ đến giếng rửa tội. Nơi đây, cha xứ sẽ cử hành bí tích và đón nhận các thành viên mới của cộng đoàn, làm cho đàn Thiên Chúa ngày càng phát triển. Ngồi tòa giải tội. Tòa giải tội là nơi đón nhận các tội nhân, nơi con người tìm được bình an trong Đức Kitô. Ngồi nơi tòa giải tội, linh mục trở nên dấu chỉ của lòng thương xót và lời mời gọi ân cần để con người đón nhận ơn tha thứ, trở về với Thiên Chúa và với cộng đoàn giáo hội. Mở cửa nhà tạm. Thánh thể là nguồn mạch và tôn định đời sống Kitô hữu. Cha hạt trưởng dẫn cha tân chánh xứ đến mở cửa nhà tạm, chạm tay vào bình thánh với ý nghĩa từ đây, trong thừa tác vụ linh mục, ngài luôn tiếp cận với Chúa Giêsu thánh thể và trao ban Chúa Giêsu là bánh trường sinh, đem lại sức sống thần linh cho đoàn chiên của mình. Mời cộng đoàn quý. Cha tân chánh xứ kết thúc. Giờ đây chúng ta tiếp tục dâng thánh lễ.